Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Minh Vũ Audio. Các bạn thân mến, các bạn hãy nhấn đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất hàng ngày. Hôm nay thì lại tiếp tục giới thiệu với mọi người về mẫu quản lý nguồn, một thiết bị không thể thiếu trong những bộ dàn âm thanh karaoke chuyên nghiệp cũng như là đồ nghe nhạc. Thì đây em lọc ra mấy con. Hôm trước em về được mấy chục con thì lọc cả đống ra thì cũng có được có 2 4 6 con, 6 con là nó chạy lọc 40A. Đâu mấy chục con kia thì toàn 30A thôi. Đây mọi người nhé. Đấy. Mexico, Crown, Mexico. Dòng này thì hôm trước có giới thiệu với mọi người rồi. Hiện tại mẫu 40A thì giá cũng chênh lệch so với 20A là 200.000. Đấy, cũng không chênh lệch nhiều, nói chung giá cũng hợp lý. Con 30A, em xin lỗi con 30A nhé, 40A chênh lệch so với lại 30A. Con 30A thì đang bán mức giá là 2.200.000, giá nó bao gồm phí ship cho bác, các bác chuyển khoản. Còn cái con 40A này thì giá cao hơn là 2.400.000, giá nó bao gồm phí ship cho các bác chuyển khoản nhé. Nó cũng mã là CS802, nhưng mà cái lọc bên trong này ấy, có con thì 30A, có con thì 40A. Và trong một lô em về thì kiểm tra thì có 6, duy nhất được 6 con. Dòng này nó quá đẳng cấp rồi. Các bác dùng những dòng này thì không phải lăn tăn suy nghĩ. Quản lý nguồn trên thị trường thì cũng có rất là nhiều loại, nhưng mà đối với những dòng mà nó có cái lọc nguồn điện sạch như thế này ấy, thì chắc chắn một điều rằng cái nó cải thiện cho cái dàn âm thanh của mình lên rất là nhiều. Hiện tượng ù xè ấy, có nghĩa là hiện tượng ù xè sôi nhiễu ra dàn loa nó sẽ hạn chế đi. Đấy. Những cái ổ cắm này này, những cái ổ cắm này là đều là toàn ổ cắm chống giật xịn sò. Nhà chúng ta sử dụng khi mà có trẻ nhỏ không may nó nghịch vào đây nhé, thì khi mà nó đút tay trong đây thì nó cũng không giật được. Tại vì sao? Bên trong này có nhìn chưa, bên trong này nó có cái nhựa chống giật, và mình thò bên trên nội trên này thì nó cũng không giật được. Đến cái mát. Đấy. Lá đồng rất là to nhé, chúng ta nhìn thấy cả rõ nguyên cả lá đồng, cái ổ cắm như này cắm rất là chặt nhé, dây dọ này. Đây, nhìn nguyên cả đây, series X Audio, dây thì quá khủng khiếp, rất là to. Một con quản lý nguồn nó chất lượng giá trị ở cái linh kiện bên trong, thì khi các bác đi mua hàng thì nên chú trọng nhiều về cái vấn đề linh kiện. Nói gì thì nói thì cái thương hiệu nó chỉ là một phần thôi, quan trọng nó ở cái chất lượng linh kiện. Có nhiều con mẫu mã đẹp, thiết kế đẹp, nhưng bây giờ bỏ ra bên trong linh kiện nhìn nó thật với các bác là không thể ngửi nổi. Thì khi mà chúng ta cắm nhiều thiết bị, mà cắm những con đẩy mà với cái dòng nó lớn, và dòng lớn thì chắc chắn là khi mà cắm vào những con quản lý nguồn mà ví dụ như dây dợ bên trong này, những cái rơne của nó toàn chất lượng linh kiện kém này. Đấy. Thì dòng lớn lên dây điện dây đung là nó sẽ chảy ra và nó sẽ ngắt ngay, cũng có thể khả gây hiện tượng là chập cháy. Thì đối với những cái con mà bãi như này, hàng xịn như này nhá, các bác cứ yên tâm một điều là đây, dây sợi to đùng luôn, và mỗi cái ổ cắm cái đây mọi người nhìn chưa, mỗi một cái đầu nối dây vào là đều có một cái con ốc bằng đồng nguyên chất, và cái sợi dây này của nó rất là to ấy. Sợi dây nõi rất là to luôn, nên cứ thoải mái, dòng rất là lớn, không bao giờ các bác lo vấn đề là cắm nhiều thiết bị mà nó hỏng được. Em có mấy con nữa thôi các bác nhé. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp, 2.400.000, và các loại 30A thì giá rẻ hơn là 2.200.000. Với cái mức giá chênh lệch cũng không quá nhiều, thì nếu các bác nào nhanh tay thì nên lựa chọn những cái dòng này. Ok, dòng này là hợp lý. Rồi, xin chào mọi người, cảm ơn các bác đã quan tâm và theo dõi clip. Mọi thông tin chi tiết đặt hàng, quý vị có thể đặt hàng, quý vị có thể liên hệ qua số điện thoại 0976658815 hoặc 0925886889. Cảm ơn toàn thể các bác đã quan tâm và